các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Giữa lúc Sơn Tùng gặp Liên Hoàng ồn ào, việc Thiều Bảo Trâm đang làm gì hay nói gì về chuyện tình cảm luôn là câu hỏi được nhiều khán giả thắc mắc. Bởi sau câu chuyện đường ai nấy đi, cả hai dường như không hề nhắc đến nhau trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, Netty Ren còn đào lại phát ngôn của Thiều Bảo Trâm vào tháng 10 năm 2020 về gu bạn trai. Người đẹp cho biết, Hồi trẻ mình cũng rất thích mấy anh đẹp trai nhưng mà bây giờ chăm nghĩ rằng đàn ông điều quan trọng nhất là sự tử tế. Người tử tế sẽ cho mình cảm giác an toàn, sẽ không để mình phải lo lắng kiểu hôm nay có đi với cô này, cô kia không. Chia sẻ này hiện đang được nhiều khán giả quan tâm. Trong đó, một vài ý kiến cho rằng Thiều Bảo Trâm dường như đang muốn ám chỉ mối quan hệ với một trong những Mỹ Nam đình đám Vbix là Sơn Tùng, người khiến cô thường xuyên phải lo lắng và cả nghi vấn chia tay vì tiểu tam. Theo nguồn tin hành lang, cặp đôi này cũng được cho là chia tay vào tầm khoảng cuối năm 2020. Số khác lại khẳng định nữ ca sĩ hoàn toàn không có ý gì, thực hư sự việc có lẽ vẫn nên đợi người trong cuộc lên tiếng thay vì đoán già đoán non. Chia sẻ của Thiều Bảo Trâm về gu bạn trai đã khiến Netizen chú ý. Câu nói này của Thiều Bảo Trâm khiến khán giả cho rằng cô đang muốn ám chỉ đến mối tình với Sơn Tùng. Nhất cử nhất động của Thiều Bảo Trâm đều được công chúng vô cùng quan tâm ảnh, siêu tầm.